Rồi, em xin chào nhà nha. Citizen nha, Citizen dòng cao cấp, Citizen SC ha. Đó, con này thì cái nền đá kính sapphire nha. Đó. Thì anh em mà hay hỏi đồng hồ mà dán Vatare nọ đó, dán xưa nọ đó. Mấy này nè, đó. Độ mới đó nha. Chuẩn đó, chuẩn đồ đẻ là mấy này ha. Dây khóa zin nó dập hiệu. Chúc cho nhà xem máy luôn, máy máy xưa nhìn đã lắm, có chân kính này nọ, dây trong nè. Mặt sau thông số đủ nha, sao băng ha, chuẩn nội địa bắt máy ngóc rồi. Ừ, dây khóa rồi. À, con này kính em test cho con, thường là nền đá phải kính sapphire với lại nó dòng cao rồi ha. Kính phải xịn rồi nha, đó nó thuộc dòng cao cấp, dòng xịn của CDN luôn. Đây cái máy đây cho nhà xem máy luôn. Đấy nha, máy đó. Máy phải xài pin mỏng mới được nha, pin xịn đó. Máy chân kính đó. Con này hình như 7 chân kính đó, nè, có cái thông số này. Máy nó xịn ha. Rồi con này thì nam nữ dùng chung được. Xe ngang của nó luôn 34 nè. Đó, tướng luôn là 39 mỏng rồi. 63 nha, lên tay. Dây thì dài rồi, dây thì so với cái mặt dây nè, dây này chắc 19 được luôn á, lên tay quẩy nha. Chung mấy dòng này thì nó như chiếc lắc nha, nè, cái bảng dây nó to, nhìn nó như chiếc lắc nha. Nam nữ dùng được ha. Rồi 750 mã Y42 nha, 750k Y42. Ai kết chụp hình cũng tin Zalo cho em. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.